Đây khóa an toàn này. Bạn đi lóng à, lóng bật lên. Hai an toàn nha. Đây liên thoại này. Đây phan 1 này. Mà hồi cái vấn đây học mấy lần phần chơi này lớn sẽ cái thao. Đây là hộp tiếp đạn 30 viên AK-47. Bạn đến đi, đỡ so với coi trên đi. Tập rồi lên. Những cái tay này, những đàn này đi. Tập rồi lên, những chỉ biết xung khẳng. Tập rồi lên, những chỉ biết xung khẳng. Xung khẳng, những cái mình phải phải hơn càng số cao nữa. Còn hơn 6, 7, 8 chứ. Ô, ẩm lúc vừa. Pha lê đây à? Chuối nọ đó đây, bây giờ chuối cuống này. À, con sung đi bây dùng này lên mới đủ. Sung luyện cấp 5, cấp 6. Đúng mình văn ôn võ luyện lên nọ. Bây đây ngà thì có bó giặc thảo nữa đây. Lúc vừa mới hối học quân sự và vẫn học cái bái à, tập ngắm đàng hoàng có nó chứ thì những cái tệ gì mình tỏ na cách 60 mét thì mình bán máy tính điện tử nừng nó mình bấm cái thẹn là hết hết peo cũng luôn rồi. Vì con có học quân sự vẫn có những đây thẳng cứ nếu đây những đàn thật thì nhóm mới hứng thú còn bá là hơn cả bán được được quân phòng rồi. Nhính mình sẽ điện tử luôn rồi. Nhính là phần được không? Nhính nó xuống người ta đi bài thì biết luôn. Bài gì? Đánh mình là hai ly bài này. AK. Đàn nha, đàn AK này mình kia lia. 7,62. 7. Tên nó cứ khơ ly một nọ, khơ phân một nọ, hú xin nhìn nọ. Giao cái cổ xuống cái vai.